Sức nóng của môn thể thao vua luôn là con dao hai lưỡi, nó đem đến rất nhiều cảm xúc hưng phấn cho người hâm mộ, nhưng đồng thời cũng tạo ra nhiều hình ảnh không mấy đẹp đẽ liên quan đến bạo lực sân cỏ. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại một số pha bóng cục xúc xứng đáng phải nhận thẻ đỏ của những cái đầu nóng ở ngay trên sân các bạn nhé. Bắt đầu thôi nào! Bậy nào Romero, quả thòng chân sau rõ ràng rồi nha, cộng một lỗi này. Thế xong rồi lại xỉa xói nhau tiếp làm cái chi nữa, thêm dầu vào lửa hả cái ông này, nhìn là xứng đáng ăn cái thẻ rồi đấy. Nóng nảy vậy anh Zai, có chạm nhẹ tí giao lưu thôi mà, gì đâu mà muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Thôi cho ôm cái hòa giải nào, đừng giận dỗi nhau như vậy, mất chất man. Thôi xong, tình hình là không ổn rồi Kai Havertz ơi, ngã hơi nhầm chỗ, vào đúng động toàn mấy tay bậm trợn, ca này khó cho công chúa rồi. Ủa kìa, có cho người ta ném biên không thì bảo, không cho hả, cứ thích cản trở nhau, thế thì solo đi, có biết danh xưng PP79 cũ trả góp nức tiếng giang hồ không, dám đụng vô anh là chú xong rồi đấy. Xiên hai phát nghệ sĩ Man United ngã lăn lông lốc trên sân luôn á, đã mất khách vậy Crystal Palace. Làm Bruno Fernandes tức điên rồi đây này. Xong rồi lại còn được cả Fred đại đế nữa. Ôi thôi xong, cẩn thận mấy anh trai ơi. MU mà không còn vui tính nữa, chuyển sang đá cọc thì lại khổ các đội còn lại tại ngoại hạng Anh. Giải đấu đang đầy ắp tiếng cười vậy mà. Lần sau tém tém lại cảm xúc đi ha, ai yêu. Tưởng dân châu Á chân yếu tay mềm hơn sao? À thì cũng không phủ nhận, nhưng mà châu Á cỡ Son Heung-min thì nó lại ở một cái tầm cục xúc khác ha. Cọ phát mà bị cùi chỏ cho lũng cả răng thế này, chắc sau chừa rồi. À nhưng mà không nha, Gonzalo Montiel vẫn quyết ăn thua đến cùng, thế là xảy ra xô xát luôn, làm trận giao hữu tưởng vui vẻ giải tỏa tâm lý thế nào. Ai ngờ toàn mấy ông dân hỗ trợ tài chính thế này, sức đầu mẻ tráng luôn đấy. Rồi có phải lúc trước PP dám cà khịa bọn này đúng không? Thế thì anh em đâu, chiến vô đồng đội khứa đó đi. Lột con gà với chúng tôi này, nằm cỏ hết. Đúng rồi, xô xát đi cho nó sôi động anh em ơi. Giờ đá giao hữu là phải máu như thế à, vẫn thấy lạ lắm mà nha. Hai cái ông này tuy khác màu áo nhau, nhưng mà vẫn chơi đùa nhiệt phết nhờ. Ôm ấp nhau công khai tình cảm giữa Thanh Thiên Bạch Nhật à. Đùa thôi, chuẩn bị có đấm nhau đến nơi rồi đấy. Mà Jota trông hiền hiền thế cũng chiến phết chứ chẳng chơi. Trọng tài phải vô can mới yên trí đá tiếp à. Khều được thêm cái thẻ vàng là hay. Ê, từ từ nha. Trong cái quả lăn lộn quằn quại cả nửa vòng trái đất này, thấy đau đớn quá ta ơi. Thế mà xong, ông thần ấy bật dậy như tôm, xông vào ăn thua đủ với đối thủ. Ủa anh, rốt cuộc là đau ở đâu vậy? Nhận cái thẻ vàng cho bớt nóng tính đi đã này. Derby vùng Merseyside mà, có bao giờ là chơi không nóng bỏng đâu. Cơ mà ông Fabinho chơi thế là không có fair play. Người ta đã nằm sân rồi mà. Nguồn cơn của cuộc ẩu đả là đây chứ đâu, hai đội đã gác nhau sẵn rồi, họ chỉ cần có cái cớ là lao vào hỗn chiến mà thôi. Đã đấm gì tầm này, vung chân vung tay để nói chuyện xem nào. Chạy cũng nhanh đấy, xin phép cho hãm phanh một cái nha, quả gài chân này của Marco Verratti đúng là gian manh mà.
kích hoạt luôn cái đầu nóng của đối thủ, phát kiến không hề tồi. Những phút cuối trận, Atletico Madrid và Man City diễn ra cực kỳ căng thẳng. Tình huống này, Philippe đã có pha chạm lỗi rất thua với Foden. Tuy nhiên, thay vì xin lỗi hộ đồng đội, Savic lại tiến tới đòi kéo Foden dậy và mở đầu cho cuộc xô xát. Đôi bên lao vào nhau dữ dội, kéo theo cả những cầu thủ ngồi dự bị như Zinchenko và Grealish. Người chơi hệ chiến nhất phải nói đến Savic khi anh đã húc đầu vào mặt Sterling, sau đó giật tóc của Grealish trong đường hầm và khiến cảnh sát phải vào cuộc. Thôi mà, mấy đại ca, mình có thể hòa giải không nè? Tiếp tục là câu chuyện về cuộc chiến dai dẳng giữa các cầu thủ Man City và Atletico Madrid. Lần này thì Jack Grealish trực tiếp lên thước luôn. Tội nghiệp anh Jack 100 củ quá. Hết bị tấm tóc, giờ lại bị sút bóng vô mặt luôn. Riết rồi nhan sắc của tuyển thủ Anh đã xong 2 trận với Atletico lại phải đi chỉnh sửa gấp quá. Lại quay trở lại với cuộc chiến đầy máu lửa giữa Liverpool và Everton. Ngã rồi nhưng mà phải đấm nhau liên tục mới chiến nhờ. Hai anh sơn của hai đội căng quá, núi cao còn có núi cao hơn à, ai thắng đây ta? Vừa rồi là những pha bóng thô bạo hết sức, đáng phải nhận thẻ đỏ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy video hấp dẫn, đừng quên ấn like và subscribe cho kênh chúng mình nha. Xin chào!